xu hướng tại Hàn Quốc hiện nay á, thì những bạn trẻ này người ta dùng cái công nghệ liên quan cho sao như bệnh viện thẩm mỹ gan mình đang dùng này để hóa lỏng mỡ rồi lấy sạch mỡ ra bên ngoài. Thì khi lấy sạch mỡ ra bên ngoài thì lúc đó cái bụng mình rất nhỏ luôn, nó chỉ da xong ôm sát vào cái cơ của mình, thì lúc đó mình chỉ cần tập nhẹ ở nhà thôi hoặc là tập gym nhẹ nhàng thôi thì nó đều hiện lên cơ bụng 6 múi hoặc cơ bụng 11 múi rất là đẹp mà rất là khỏe khoắn sexy luôn. Thì hiện nay xu hướng tại Hàn Quốc là giới trẻ là rất ưa chuộng cái công nghệ này, tại vì thật sự là nó rất là nhẹ nhàng. Giống như em đã trải qua cái công đoạn là đánh tan mỡ rồi, em thấy không? Rất nhẹ nhàng, không ảnh hưởng sức khỏe, không cần nghỉ dưỡng gì cả. Tí nữa là em có thể về được ngày mai em bắt đầu cũng bị thấy như bình thường thôi, rất là nhẹ nhàng, thấy không? Không có gì hết. Thì bây giờ em đã trải qua cái công đoạn đầu tiên là bác sĩ đã hóa lỏng mỡ cho em rồi, rồi đến cái giai đoạn thứ hai là bác sĩ lấy mỡ ra cho em xem nha. Thì trường hợp của Trang thì cũng là bác sĩ trả lời cái câu hỏi luôn là đó, những bạn trẻ chưa lập gia đình thì có dùng cái công nghệ liên quan cho sao được không, thì hoàn toàn dùng được bạn nha. Thì công nghệ này nó rất là ít xâm lấn, an toàn, nhẹ nhàng, không mất thời gian nghỉ dưỡng, nhưng mà cái hiệu quả của nó mang lại thì rất là hiệu quả luôn. Gần như là chúng ta chỉ mất khoảng 60 phút tại gan gu thôi, bằng chúng ta tập gym chắc cả 2 năm đó. Đó. À, thì bây giờ này em nhìn của mình thì bác sĩ lấy mỡ ra cho em nhé. Rồi bây giờ em có thể nhìn qua cái bình này và bác sĩ sẽ lấy lượng mỡ ra cho mình xem trực tiếp đó. Nó giống như là khi mà em xem video trên Facebook vậy không? Rồi cả nhà ơi, hiện tại trong tháng 9 này chúng tôi đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi cũng như khuyến mãi, phải nói là cực sốc luôn nha cả nhà ơi. À, gọt hàm hạ gò má đang sale off đến 50% luôn, thế nên cả nhà hãy nhanh tay liên hệ về với chúng tôi qua fanpage hoặc là qua số hotline 0901 666 879 hoặc là đến trực tiếp địa chỉ là 576 578 Cộng Hòa, phường Bao Tư, Bình Quý, khách hàng nhé. Đây, khi mà cái lượng mỡ đã được hóa lỏng rồi thì cả nhà thấy rằng là khi mà bác sĩ đưa ra nó rất là nhẹ nhàng thôi, có đau gì không em? Rất là dễ chịu ha. Đó. Đây, với cái dáng bụng này thì bác sĩ đã lấy ra được 2 lít mỡ nha cả nhà. 2 lít mỡ. Thật ra là cái bụng này nó cũng không có to lắm. Tuy nhiên thì nó hơi nhô ra như thế này thì thật sự là nó cũng hơi ảnh hưởng thẩm mỹ một xíu. Đó, thì không biết là rồi xong rồi đó, bây giờ chờ bác sĩ vệ sinh cũng như là tạm khâu lại rồi thì em sẽ được tự tay sờ cái dáng bụng của mình luôn ha. Thì đối với bạn trẻ thì cái mỡ mà nhiều như vậy thì một phần là ảnh hưởng thẩm mỹ, phần thứ hai là người ta thấy là nó phải ức chế những cái hormone nội tiết của chúng ta, nó làm cho thật sự là không được thoải mái lắm cái bụng chúng ta nhiều mỡ như vậy. Trường hợp của em thì có một chút xíu ha. Thì bác sĩ lại lấy ra rồi đó. Đó, rồi. Em trải qua cả một quy trình rồi đó, vừa đánh tan mỡ vừa lấy mỡ thì em có thấy có đau đớn có mệt không? Rất là nhẹ nhàng đó, rất là đó. Một cái cô gái rất là xinh làm ngân hàng ha. Rất cảm ơn Trang đã lựa chọn bệnh viện thẩm mỹ gan gu. Và làm sao biết tới bệnh viện gan gu mình tới đây? Đây em rờ này đó, em cảm giác này không rất là nhìn. Bây giờ này em cảm giác luôn, em thở nhẹ nhẹ, em thấy là cái da bụng mình nó sát cái cơ luôn. Trước là nó có lớp mỡ đúng không? Bây giờ là sát luôn. Em bây giờ vòng eo em thích nè. Rồi eo của em là bây giờ nó chắc còn 40 rồi chứ không phải 50 nữa. Đó. Rồi thấy một cô gái ngân hàng một cái eo này. Cái nhà xem đẹp dã man luôn. Đẹp kiểu này thôi em mặc áo dài thôi nó đẹp lắm nè. Cái vòng eo này rất là nhỏ luôn, thắt lại luôn. Cái nhà bây giờ là toàn bộ lớp mỡ của bạn đó là được lấy đi hết rồi. Đó, cho nên bây giờ da là nó sát cơ em rất là đẹp. Ưu điểm của các công nghệ liên quan tới sao này thì nó rất là nhẹ nhàng. Đã như em đã trải qua rồi, không có mất thời gian nghỉ dưỡng, không đau gì hết, cũng không mất thời gian nghỉ dưỡng nha bà. Cái sự bầm tím gần như rất ít, không đáng kể. Nó chỉ bầm giống như cạo gió thôi vài ngày thôi. Sưng cũng rất là ít, lồi lõm thì gần như là không có luôn nha. Nó tạo ra một cái bụng rất là đẹp. Rồi. Đó như cả nhà thấy được rằng là, tại vì thực sự là với cái dáng bụng trước của Trang á thì nó cũng không có to lắm nha cả nhà thấy, nhưng mà nó hơi ảnh hưởng thẩm mỹ nhẹ như vậy. Thì khi cả nhà thấy nè, sau khi mà thực hiện lipo ultrasound xong thì thật sự là rất là đẹp, rất là nét luôn cả nhà ơi, bằng phẳng luôn, bằng phẳng. Bây giờ là chỉ còn da và cái lớp cơ của chúng ta, thì kết quả hiện giờ là được khoảng 70% thôi nhé. Xong rồi 30% còn lại thì em sẽ mang cái gen nó để mà chúng ta định hình, thì cái eo nó sẽ càng bóp luôn nữa, sẽ càng ôm luôn nữa, sẽ càng đẹp hơn nữa ha. Đây cả nhà nhìn nè cả nhà, thật sự rất là đẹp luôn.
không những là một cái bụng mà nhỏ như vậy thôi, nhưng mà thực sự là nếu như mà quý khách hàng thường xuyên theo dõi những cái like ở trên trang của bệnh viện thì quý khách hàng cũng biết được là cái lipo cho sao này là nó rất là hiệu quả nha cả nhà. Có những cái bụng mà nó còn khủng hơn nữa, nhưng mà sau khi lấy mỡ là xong là nhìn rất là phẳng luôn, rất là đẹp luôn. Và cái trải nghiệm của khách hàng đều là những trải nghiệm thực tế hết, không có đau gì hết ha. Yeah. Có giống với lại quảng cáo em được xem không? Yeah, giống giống bao nhiêu phần trăm? Thì giống 100% luôn. Rồi, rất là cảm ơn em đã tin tưởng và chọn lựa bệnh viện thẩm mỹ Gân Hô ha.